Mương này đi ở trên con suối đây. Mình đi dọc đoạn mương này xong ra tận ngoài nữa. Mình lại tìm lại ngược trở lại. Đi theo đường mương đi dễ hơn. Suối dưới này các bạn nhé. Đây là mương dẫn nước vào ruộng ấy. Mương này được làm từ những năm 60 rồi. Xung quanh là đồi núi đây. Mương này đi qua trên suối. Coi như là gần dưới chân đồi rồi. Con mương này cũng khá dài đấy, chắc là khoảng 4-5 cây số mới đến ruộng ấy. Đây các bạn xem, đấy mương nước dài chưa, tít tận ngoài kia. Đang đi này, cước này. Đốt khiếp quá, cước đuổi theo đốt mình. Đây suối tận dưới này. Rồi mình xuống đây thôi, xuống đây suối ở kia. Mình sẽ tìm từ đoạn suối này lên. Ngã vừa. Trượt chân nó là trườn quá. Đẫm phát là cành củi. Đây cây thạch đây các bạn, ở miền Nam gọi là sương sáo, làm thạch ấy. Miền Nam gọi là sương sáo. Cây thạch này để làm thạch. Thạch đen ấy, cây thạch đen ấy. Đây người ta trồng thạch ở đây, bãi thạch đi. Bây giờ mình lại đi dọc con suối này. Mình sẽ tìm từ đây lên trên các bạn nhé. Xem được khúc lúa nào. Hy vọng là sẽ là được, không phải về không. Bạn đá to đi khó, phải đi từ từ mới được. Ngã một cái ướt hết điện thoại. Như chơi. Đây suối đây. Suối mát. Khó ghê, à, to quá. Cây vối đây các bạn, cây vối hay mọc bờ suối. Đây cây vối đây. Gỗ của nó cũng tương đối là dai, cứng.
từ dưới lên đến đây chưa gặp được đoạn khúc lúa nào. Chỉ có những lá cây trôi dạt về mắt ở đây thôi. Bây giờ cũng là chiều khoảng 3-4 giờ đúng không? Những tiếng con ve con kêu rất là nhiều. Nước khá là sâu ấy, đến đùi ngập cả đùi của mình, nước trong. Đây nhiều ốc các bạn ơi. Đây nha, đây nhiều ốc nhá. À, con hơi bé rồi. Chắc phải 1-2 đợt lũ nữa thì ốc nó to rồi. Nhiều ốc. Đây. Bám đầy hết cả hòn đá này. Đây lên đen đi. Đoạn này ốc tương đối nhiều ấy. Đây có con này to, buổi chiều ốc hay bò lên hòn đá. Đây. Nhiều, ui dồi cái này đen hết cá này, cái khu vực cái chỗ này này bám đầy đá ốc nhiều kinh khủng. Ui dồi ốc này nhiều thế, đây này bám đầy hết đá này. Cây này đổ xuống mắc ở đây nên nước lũ về mạnh ra gãy thì nó đây là mình phải gạt ra để mà đi thôi. Ở chỗ này người ta trồng cây mỡ, cây lấy gỗ. Đoạn này nhiều cây tre đang bóng râm phủ kín ở đây mà không chưa thấy khúc lũa nào để nó vác về đây, cả cối cũng chẳng thấy nữa.
Nhưng mà nước rất là trong, nước trong mà rất là sạch nhé. Chứ không thấy khúc lúa nào, bụi không thấy. Chỉ mới thích nhất là lội suối thôi. Cái tre này đổ ngang đây, gốc tre này các bạn thấy chói không? Đấy là ánh nắng chiều ấy, mình đang đi ngược ánh nắng chiều nên là nhiều lúc hơi bị chói mắt. Và này suối đẹp ấy, nhưng mà không có đâu, không có củi, không có lúa.
chắc là mình phải đi đường tắt rồi, mình đi lên bờ thôi. Đoạn này không thấy có. Đoạn này sáng sủa hơn này, đoạn dưới tre vây kín hết là tối, hơi tối âm om. Đoạn này sáng sủa hơn rồi, có một màu ở đây nhưng biết xanh có đẹp không. Đây hình dáng thì tương đối là đẹp nhưng mà bé quá. Trên này khúc này nào, ôi khúc này không. Thôi lấy tạm vậy. Lấy tạm cái rễ này vậy. Thôi đi một đoạn dài chẳng được khúc nào. Đây. Có đẹp không mọi người? Mình được một khúc con này rồi nha. Bây giờ mình lại đi tiếp. Lên trên này thôi, đi đến chỗ để xe thì về, mình xe máy ở tận trên kia, đi tận trên kia, nó quay vòng, quay ngược xuống xong lại bây giờ lại vòng trở lên. Đoạn này lại nhiều cây tre này. Con ra bóng cây chín hết vào suối, nhiều tre này chống sạt lở, nước lũ về nước cuốn về đỡ chống xói mòn vào ruộng là nương trong này bên cạnh này, nên phải trồng tre vào suối để chống sạt lở vào ruộng nương. Lội suối này cũng khá là mỏi chân ấy. Đoạn này khó đi quá, đoạn này tre đổ gãy xuống chắn hết cả đường đi rồi.
Trên kia lại có nắng này các bạn ơi, nắng buổi chiều ấy. Chân ngứa quá, xem phải đỉa cắn không. May quá không phải, không phải ngứa thế nhỉ, ngứa cái nhân đỉa cắn nhưng không phải. Các bạn thấy cây này đẹp không? Đây này có quả này, có hoa đấy. Cây này cái lá non trị tiêu chảy rất là tốt nhá, trị tiêu chảy lấy lá non về giá lấy vắt này, vắt lấy cái nước cốt để uống. Hoa đây, hoa nở nhiều không? Mỏi chân rồi, ngồi nghỉ trên cái hòn đá này đã, ngồi nghỉ đây một tí đã, đậu dưới lên mỏi chân quá. Chẳng biết con gì đó còn đang ngứa nữa nhỉ. Tím lại lên trên đoạn này này, tím lại đi tiếp lên đây. Không làm được đoạn nào ấy. Đây mình sẽ đi vòng qua kia. Đấy, xung quanh là đồi núi. Cây vối là to. Đây là cây vối. Đoạn dưới này lên chắc chỉ được mỗi khúc này thôi, khúc bé bé này thôi. Đây này, này đi tiếp, đợi tiếp lên trên. Thank you.
Xem khúc cây khá đẹp nha, nhưng mà cây này biết có thành không? Xem đã mục chưa? Đây mình sẽ chặt thử nhá. Ô, cái này có củi mục rồi. Đây là củi mục rồi, củi này. Một củi mục thôi, tôi chả lấy đâu. Sâu nước sâu chảy xiết thì mới đi lội qua đâu ở đây. Thôi qua đoạn này, qua kia này rồi. Chờ nơi thằng xéo này nhã một cái, ít hơn thằng xoạn như đây là có mà không? Thuốc gì cũng đẹp đẹp, mới biết có thành xuống đây. Cũng được đấy, đoạn này đây mình sẽ chặt lên đoạn này này. Ôi mày chặt lên khúc này thôi, đi cả ngày đi được khúc này. Mình sẽ chặt khúc này các bạn nha. Đang tặng máy quay đây. Vậy là được 2 khúc nha các bạn nha. Cuối cùng cũng được 2 khúc. Đây là lội nốt lên trên này. Không còn có.
Bên này chắc không có. Mình đi lên đường đi về thôi. Chào các bạn nhé.